Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Given Channel, mình là Remind. Thì tụi mình có nhận được một số comment góp ý về việc phong cách review á. Thì hôm nay tụi mình có 4 con bàn phím Leobold này, và Remind sẽ review cho các bạn theo một phong cách mới nhất nhé. Còn bây giờ thì vào video thôi. Đầu tiên hãy đến với 4 em bàn phím ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy là tất cả những em bàn phím này đều sử dụng là Swiss Cherries. Và cổng kết nối là mini USB. Và những con bàn phím này nó cũng có những lực nhấn khác nhau và cảm giác bấm khác nhau. Và bây giờ hãy cùng mình xem coi những con bàn phím này có gì đặc biệt nhé.
Và đó là những điều thú vị mà mình muốn gửi đến các bạn về bốn con bàn phím Leopold này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn like, share, subscribe và nhấn chuông cho GiveN nhé. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.